Hướng dẫn sử dụng cân Kaneko Digital Scale đối với những điện thoại mà sử dụng phần mềm Android, thì các bạn vào mục CH Play, các bạn tìm phần mềm như trên màn ảnh hình này, bấm vào đây, và đây đây là cái app của nó này, các bạn bấm vào cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm ra, đồng ý với các điều khoản đấy, cho phép khi dùng ứng dụng là cho phép này. Nếu như các bạn chưa đăng ký tài khoản thì các bạn bấm vào Join Us, còn các bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì các bạn sẽ login nhá. Đăng ký tài khoản các bạn điền email này, mật khẩu cho cái phần mềm này, không phải mật khẩu email của bạn đâu, xong các bạn bấm vào Join Us. Còn mình đã đăng ký rồi thì mình sẽ login. Login các bạn điền email của mình vào. Sau khi đăng ký xong thì các bạn login nhá, đăng nhập vào nhá. Mật khẩu nhá. Điền email và mật khẩu, sau đó các bạn đăng nhập này, login này. Đấy, cái này là mình sử dụng rồi nên nó sẽ có lịch sử giao dịch. Bây giờ mình sẽ bấm vào Go và mình đứng lên cân. Thì khi bấm vào Go thì màn hình nó sẽ hiện lên như này. Thì các bạn bấm vào Add Device để các bạn kết hợp giữa giữa cân và phần mềm nhé. Kết nối cân và phần mềm. Đấy, nó hiện lên là bây giờ mình phải đứng lên cân này. Đứng lên cân nhé. Đứng lên cân, nếu mà nó chưa cân thì nó sẽ hiện lên như này. Thì mình sẽ bấm vào chữ buy này, buy. Sau đó mình lại bấm lại chữ go nhé. Là nó sẽ cân. Đấy, trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các thông số. Cân nặng này. Đấy, 12 chỉ số. Để thêm các thành viên khác thì các bạn bấm vào Family Member này. Xong bấm New Member này. Các bạn điền tên vào. Sau đó bấm Next. Nam hay nữ? Next này. Điền ngày tháng năm sinh vào nhá. Ngày tháng năm sinh ghi cũng cũng phải chính xác vào. Next này. Xong rồi, chiều cao bao nhiêu này. Next tiếp này. Đó. Nếu các bạn muốn cân cho ai thì các bạn bấm vào cái chỗ phần mà điền điền avatar này này. Các bạn bấm vào đó và các bạn chọn chọn người nào đứng lên cân. Sau khi chọn tên xong thì các bạn bấm go và đứng lên cân. Hiện ra các